Thân mến chào mừng các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại kênh Mr. Long Learn, Let's Learn. Chúng ta tiếp tục với các video trong cái phần luyện tập của cái phần phân số thập phân. Các cái nội dung lý thuyết và các bài tập trước chúng ta làm xong rồi, chúng ta đưa lên kênh rồi, các bạn vô các bạn học ha. Và bây giờ chúng ta đến bài tập số 3. Bài tập số 1, bài tập số 2 Mr. Long Learn đã làm xong cho các bạn rồi. Đây, vậy thì hồi nãy đã làm xong bài tập số 2 cho các bạn rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta đến bài tập số 3. Rồi, bài tập số 3 này chúng ta xem người ta yêu cầu mình làm gì các bạn nhỏ. Đây rồi, bài tập số 3 này. Viết các phân số sau thành phân số thập phân có mẫu số là 100. Các bạn nhớ nha, người ta yêu cầu mình là viết thành vừa là phân số thập phân nhưng phải là có mẫu là 100. Mẫu số đó các bạn. Vậy thì rất là dễ. Ví dụ số này 6 × 6/25. Con số 25 này muốn nó thành 100 thì ta nhân cho mấy? Để nó thành 100. 25 các bạn nhân cho bao nhiêu? Đây, 25 các bạn chỉ cần nhân với 4 là nó bằng 100 này. Cũng như là 4 × 25 thì bằng 25 × 4. Đó là bằng 100. Vậy thì ta chỉ cần nhân cho tử và mẫu cho con số 4 là nó ra cái mẫu số của cái phân số này là mẫu số 100. Rồi vậy thì 6/25, Mr. Lulun sẽ giúp các bạn làm chỗ này nha. Đây rồi, 6/25 là bằng 6 × 4 × 25 × 4, đúng không? Nhân cùng cho một số, cùng một số là số 4 cho tử và mẫu luôn. Vậy thì tử 6 × 4 bằng bao nhiêu? 6 × 4 = 24. 25 × 4 = 100. Đó, ta biến thành số 100 liền. Vậy thì 6/25 = 24/100. Đây là một phân số thập phân có mẫu số là 100. Đó, các bạn thấy chưa? Ta muốn biến con số 25 này thành 100 thì ta chỉ cần nhân cho 4 thì nó bằng 100 thôi. Mà đã mẫu nhân cho 4 rồi thì ở tử ta phải nhân cho 4 các bạn ha. Thì mà 6 × 4 = 24. Đó. Vậy thì 6/25 = 24/100. Đây, 6/25 đây. Đó. 6/25 = 24/100. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, 500 × 1000. Các bạn nhìn đây nhá, 500 × 1000. Đó, 500 × 1000. Mà ta muốn biến cái mẫu số 1000 này còn lại 100 thì ta chỉ cần làm gì các bạn? Ta chỉ cần chia cho 10 thôi. Đây là bằng 500 × 10 × 1000 × 10. 500 × 10 bằng bao nhiêu các bạn? Ta chỉ cần bỏ một con số 0, bỏ một con số 0 là xong, là còn 50. 1000 × 10 bằng bao nhiêu? Ta cũng chỉ bỏ một con số 0, bỏ một con số 0 là còn 100. Đó, Mr. Long Linh chỉ các bạn cái cách chia những cái số lẻ, số chẵn như thế này cho nó nhanh. Đó, hai cái này đều có hai con số 0 hết, đều chẵn hết thì bỏ. Thì 50 × 1 là còn 50, đúng không? Cái này 1000 × 10, bỏ con số 0, bỏ con số 0 thì 1000 bỏ số 0 là còn 100, 10 bỏ số 0 là còn là 1, 100 × 1 = 100. Đó, các bạn thấy chưa? Vậy thì 500 × 1000, 500/1000 là bằng 50/100. 50/100 là một phân số thập phân có mẫu số là 100, đúng với yêu cầu bài yêu cầu chúng ta đây. Đó, bài yêu cầu chúng ta là biến nó thành cái mẫu 100 này các bạn. Thấy chưa? Rồi, tương tự 18 × 200, 18/200 này, các bạn nhìn đây nha. 18/200. Đây, 18/200. Ta muốn biến cái mẫu số 200 này còn lại 100 thì ta chỉ cần làm gì? 200 mà muốn biến còn lại 100 thì ta chỉ cần chia cho 2 thôi các bạn. Đó, ta chỉ cần chia 2 là ra ngay. Đây, vậy thì bằng cái tử số 18 × 2/200. Đúng không nào? Cả tử và mẫu đều chia cho 2 hết. Rồi, vậy thì 18 × 2 bằng bao nhiêu? 18 × 2 = 9. 200 × 2, các bạn nhìn này, 2 × 2 = 1 này. Hai con số 0 hạ xuống tiếp này. Các bạn thấy chưa? Như vậy là 18/200 = 9/100. 9/100 là một phân số thập phân có mẫu số là 100, đúng như yêu cầu luôn. Như vậy chúng ta làm ba cái câu này trong bài tập
3 này rất là dễ đúng các bạn, thấy chưa? Thứ tự các kết quả chúng ta đã có hết cho các bạn rồi. Đó, ok chưa? Vậy thôi các bạn ha. Rồi, như vậy là bài tập 3 rất là dễ, chúng ta qua nhanh thôi. Bây giờ Mr. Long Linh sẽ giúp các bạn chúng ta làm bài tập số 4 này. Bài tập số 4 này là một dạng so sánh. Các bạn nhớ nha, so sánh phân số. Thầy đã trong các cái bài học trước, thầy đã giảng các bạn rất kỹ cái việc so sánh phân số. Bây giờ là lúc để chúng ta kiểm tra lại, ôn lại kiến thức của chúng ta. Các bạn nhớ nha, so sánh lớn hơn nè, nhỏ hơn nè, nhỏ hơn hay gọi là bé hơn nè, bằng nhau nè. Rồi, cái so sánh thứ nhất các bạn nhìn đây nha. Muốn so sánh hai phân số, hoặc là các bạn nhớ cho thầy này, hoặc là chúng ta biến nó cùng một mẫu số, hoặc là ta biến nó cùng một tử số. Khi nó đã cùng mẫu số rồi, ta không cần biến đổi gì hết, ta chỉ cần căn cứ ở trên tử thôi. Các bạn nhớ kiến thức cũ này, Mr. Lulin đã nói kỹ này, hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Điều đó cũng có nghĩa là hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử nhỏ hơn là phân số đó nhỏ hơn phân số còn lại. Tử số nhỏ hơn là cả phân số đó nhỏ hơn phân số còn lại. Các bạn nhớ kỹ kiến thức này chưa? Thầy nói lại nha, cái kiến thức cũ thôi. Hai phân số có cùng mẫu số, hai phân số này có cùng mẫu số là 10. Phân số nào có tử lớn hơn, tử số lớn hơn là cả cái phân số đó lớn hơn phân số còn lại. Số 9, tử số 9 lớn hơn tử số 7. Do đó phân số 9 phần 10 lớn hơn phân số 7 phần 10. Điều đó cũng có nghĩa là phân số nào có tử số nhỏ hơn là phân số đó nhỏ hơn phân số còn lại. 7, tử số 7 nhỏ hơn tử số 9. Do đó phân số 7 phần 10 nhỏ hơn phân số 9 phần 10. Thế thì ta điền dấu nhỏ hơn là xong. Đó, các bạn bị hiểu được bản chất của hai phân số cùng mẫu số chưa? Nếu chúng ta có hai phân số mà khác mẫu số, mà cùng tử số, khác tử số luôn, thì khi đó ta có thể biến nó cùng mẫu số để ta so sánh, hoặc chúng ta có thể biến cùng tử số để chúng ta so sánh cũng được. Đó, khi nào gặp đến tử số thầy sẽ nói kỹ hơn các bạn nha. Còn đây nó đã cùng mẫu số rồi thì ta cứ thế mà ta so sánh. Tương tự bên này, cùng mẫu số không các bạn? Vô cùng là cùng rồi đúng không? Cùng 100, vậy thì ở trên tử số này có số nào lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. 92 với 87 cái nào lớn hơn? Các bạn chắc chắn rồi, vậy thì phân số 92 phần 100 lớn hơn phân số 87 phần 100, số lớn hơn, dấu lớn hơn. Đó, các bạn hiểu được cái chỗ so sánh này chưa? Rồi, tương tự 5 phần 10 với 50%. Các bạn nhìn đây, hoặc là ta biến nó cùng tử để chúng ta so sánh, hoặc ta biến nó cùng mẫu để so sánh nha. Chứ nó mà khác tử khác mẫu thế này thì ta không có so sánh được nha. Vậy thì ta biến nó cùng mẫu đi. Muốn nó cùng mẫu 100 này thì con số 10 của mẫu này ta phải nhân cho máy nó được 100. Các bạn, 10 nhân máy bằng 100. 11, 10, 12, 20, 19, 90, 10 nhân 10, 100. Vậy thì ta nhân cho 10 đúng không? 10 nhân 10 của nó bằng 100. Vậy thì phân số 5 phần 10. Đây các bạn. Đây, mình viết kỹ rồi cho các bạn nhìn nha. Đây, phân số 5 phần 10 có phải bằng 5 nhân cho 10 trên 10 nhân cho 10 không? Chính xác, quá quen thuộc đúng không? 5 nhân 10 bằng bao nhiêu? 5 nhân 10 là bằng 50. 10 nhân 10 bằng 100. Vậy thì phân số 5 phần 10 là bằng phân số 50 phần 100. 5 phần 10 bằng phân số 50 phần 100, 50%. Vậy thì hai phân số này như thế nào? Bằng nhau. Đó, các bạn thấy chưa, hay chưa? Rồi, tương tự như vậy, 8 phần 10 với 29 phần 10, với 29%, ta biến 10 này thành 100 như bên này, đúng không? Thì ta chỉ việc nhân cả tử và nhỏ hơn mẫu cho 10, đúng không? 8 phần 10 bằng 8 nhân cho 10 trên 10 nhân cho 10. 8 nhân 10 bằng bao nhiêu? 8 nhân 10 bằng 80. 10 nhân 10 bằng bao nhiêu? Bằng 100. Vậy thì
8 phần 10 là bằng 80 phần 100. Đây, 8 phần 10 là bằng 80 phần 100. 80 phần 100 với 29 phần 100, cái số nào lớn hơn? Tử lớn hơn thì phần số đó lớn hơn phần số còn lại. 80 lớn hơn 29, do đó 8 phần 10 này lớn hơn 29 phần 100. Đó, các bạn thấy chưa? Vậy thì cái việc so sánh các phần số này nó dễ hay khó ạ? Rất là dễ đúng không? Ta chỉ việc biến nó hoặc là cùng tử số để ta so sánh, hoặc là cùng mẫu số. Và trong bài này là thầy chủ yếu của thầy 100% là thầy biến nó cùng mẫu số. À vâng, cùng mẫu số đây, cùng mẫu số để ta so sánh. Nếu nó đã cùng mẫu số rồi thì ta cứ việc nhìn phân tử rồi đó, ta nhìn trên tử. Đó, ta thấy tử nào lớn hơn là phân số đó lớn hơn. Vậy thôi. Đó các bạn ha. Rồi, như vậy là bài tập số 3 và bài tập số 4 này chúng ta cũng đã làm xong. Và hy vọng các bạn thích các video của Mr. Long Linh. Các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta đón nhận thêm nhiều cái video hay của Mr. Long Linh các bạn ha. Cảm ơn các bạn nhỏ rất là nhiều. Hẹn các bạn nhỏ ở các video tiếp theo ở bài tập số 5 cũng như các kiến thức khác của toán lớp 5 của chúng ta các bạn nhé. Mong các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh và nhớ chia sẻ với bạn bè để các bạn học cùng học cho vui nha. Rồi, Mr. Long Linh rất là vui. Cảm ơn các bạn.